Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số tài nguyên để mình có thể sử dụng để luyện tiếng Anh. Xin mời các bạn cùng xem. Thứ nhất mình muốn giới thiệu với các bạn đó là website Learn English Online theo cái dạng là hội thoại rất là nhiều, có nhiều topic và mỗi topic thì nó có rất là nhiều loại ở trong này. Vừa đọc vừa nghe, rồi đọc nhiều lần cũng cùng một cái nội dung nhưng mà người ta nói một cách khác nhau. Đó là cái website thứ nhất. Nó được chia theo nhiều level. Các bạn thấy short dialogue 1, 2, 3. Tiếp theo, trong web ESL Yes, ở đây thì mình có rất là nhiều thể loại cũng như ngữ pháp, những đoạn hội thoại, truyện, vân vân, có vô cùng nhiều. Ví dụ mình có 200 cái short story, thì đây, easy story, rất là đơn giản. Những cái bài này thì mình chỉ cần nuốt thôi. Đại khái như vậy, nó chia ra số càng nhỏ thì đồ dễ càng nhiều, số lớn hơn một chút thì nó khó hơn một chút. Đại khái như vậy, thì ở đây thì mình cũng có đoạn văn và nghe. Đó, rất là dễ chưa. Sau đó bạn có thể làm vocabulary, tùy mình thích làm gì thì làm. Đó là cái thứ hai. Thứ ba, soft skills. Cái này nói chung về là gọi là fact. Cũng có rất là nhiều chủ đề ở trên đây. Nó give straight fact luôn, rất là dễ. Cái đây là đọc general, có thể bạn chưa biết rất là nhiều. Và cái này sẽ làm tăng cái kiến thức của mình nếu mà mình cố gắng làm tập trung mỗi ngày. À, tiếp theo đó là trang web Fact Monster. Các bạn có thể tìm rất là nhiều thông tin mà người ta sẽ cho với một cái nguồn từ ngữ rất là đơn giản, dễ hiểu. Ví dụ bấm thử một cái, bạn thấy có những chỗ rất là ngắn đúng không, nhưng mà có những chỗ rất là dài. Mình có thể đọc từ trên xuống dưới rất là ngắn gọn và dễ hiểu các bạn. Tiếp theo đó là English for Student. Mình có rất là nhiều chủ đề ở đây và mình đã chọn short story. Bên cạnh đó có rất là nhiều cái mục mà các bạn có thể tìm ở bên trái, rất là nhiều, vô cùng nhiều. Thì mình thì thích đọc những câu chuyện, vì vậy mình chọn cái bài đọc này. Cái chuyện rất là ngắn và đơn giản, và ở cuối đoạn thì nó cũng có một cái là bài học rút ra, gọi là moral. Từ ngữ thì có thể là nói chung là chỉ dùng để kể chuyện mà thôi, đúng không? Thứ tư đó là English Club. Các bạn chọn bất kỳ một chủ đề nào ở đây và tìm, thì bạn cũng có nhiều cái phần, ví dụ như học từ vựng mà thôi, rồi làm bài quiz vân vân. Và ở đây thì cũng có cái phần đọc và phần chia sẻ của rất là nhiều bạn. Nói chung bất kỳ một cái chủ đề nào bạn bấm vào đây thì nó đều cho những cái từ ngữ quan trọng về cái chủ đề đó rất là chi tiết, và bạn có thể học rất là nhanh theo những cái chủ đề này. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu một cái trang web này rất là mới. Cái này là dành cho nhà trường học mà thôi. Người ta dạy gì trên trường ở cấp 2 thì nó sẽ có đa số ở đây. Ví dụ mình chọn về science, tự nhiên, technology hoặc là coding. Ví dụ mình chọn một chủ đề như vậy đúng không? Thì mình ở bên này có cái video mình vừa nghe, nghe nó hát. Những bài hát. Mình có vocabulary core là những cái từ quan trọng. Một khi mà bạn bấm vào thấy nó cho định nghĩa là cái gì và một cái câu như vậy. Và bạn cũng có thể viết viết theo kiểu của bạn vào đây để mà lưu lại. Rồi mình có vocabulary game. Sau đó mình có những phần đọc. Phần đọc là mình thấy rất là hữu ích. Đó, cái này ngôn ngữ vô cùng dễ hiểu và bạn chỉ cần bấm next để mà đọc mà thôi. Rất là dễ hiểu. Cái này thì bạn sign up với Google account. Và cuối cùng cũng là cái phần mà mình thích nhất trong những cái này, đó là Thumbbook. Mình sẽ mở ra hai cái. Rồi ở đây thì những cái sách này dành cho học sinh tiểu học. Đó, rất là đơn giản. Mà đây cũng có nhiều cái hội thoại trong đó nữa. Hay mình có một cái mục mà mình rất là thích, đó là cái phần read along. Thì sau khi bạn chọn một cái cuốn sách nào đó thì nó sẽ đưa bạn tới, bạn có thể read online. Và ở đây nó cho bạn biết thời gian cái sách đó sẽ đọc là bao nhiêu, 1 tiếng 43 phút đúng không ạ. Cái trình độ là lớp 2 tới lớp 4. Ví dụ mình bắt đầu thử ở đây thì các bạn có thể chọn cái chapter menu, bạn đọc hết một chapter mỗi ngày ví dụ như vậy, rồi lần khác lại đọc tiếp. Mình có thể đánh dấu, rồi có thể chọn cách chữ vân vân và vân vân. Thì mình bấm ở đây để bắt đầu. Are we on the same team?
Các bạn thấy ở đây khi người ta đọc truyện, người ta nhấn giọng và hành động diễn tả một cách như là thiệt như vậy, thì cái này mình thấy rất là hữu ích, đúng không? Khi mà mình tập đọc, mình muốn đọc cho sao cho nó giống, sao có năng lượng. Và hồi nãy thì đây là chỉ là phần cho tiểu học, mình sẽ vào cái phần dành cho tuổi teen và lớn hơn. Đó, thì cái này và tất cả những cái tài nguyên này mình sẽ đăng trong phần description, bạn có thể vào đó và tìm cái sách này. Thì nói chung là nó level nó khó hơn một chút dành cho và cho mình biết, tương tự như cái bài đó mình có thể đọc online trực tiếp. Thường thì nhiều sách ở đây mình phải chọn, có sách nó không đọc cho mình và mình phải tự đọc một mình theo cái tốc độ của bản thân. Nó có rất là nhiều cái phần ở trên này, bạn hãy tìm kiếm sau. Và mình xin dừng ở đây vì video cũng quá dài rồi đó. Chúc các bạn tận dụng những cái phần tài nguyên này để mà trau dồi cho mình. Đương nhiên ở trong cái nhóm thì mình cũng thường đăng những cái video để giúp các bạn một phần nào đó. Tuy nhiên thời gian cũng có hạn. Và như thế thôi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại lần sau. Chúc các bạn tận dụng những tài nguyên này để trau dồi tiếng Anh cho mình. Và mình cũng đăng những video này trên nhóm Facebook. Nếu bạn chưa có gia nhập nhóm tiếng Anh English Quador thì hãy dùng cái link ở dưới cái phần này để. Tuy nhiên, mỗi tuần mình có đăng những video trên nhóm. Nhưng các bạn biết rồi, thời gian thì có hạn và mình cũng không có muốn đăng quá nhiều, mà hãy tự học lấy. Đó là thông điệp mà mình muốn gửi tới các bạn. Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại lần sau.